thầy. Cô tên là Huyền, cô đến từ trang khóa học.vietsat.com. Hôm nay thì cô sẽ cùng các em đi vào tìm hiểu bài axit sulfuric và muối sulfat và cùng giải các bài tập có trong bài số 33 này. Thế thì về bài axit sulfuric thì các em đã được đề cập đến ở chương trình hóa học lớp 9 rồi. Và ở chương trình hóa học lớp 10 thì chúng ta cùng mở rộng hơn kiến thức và củng cố sâu hơn kiến thức về axit sulfuric. Trước tiên, chúng ta đi vào phần đầu tiên của bài. Một chính là axit sulfuric. Thế thì ở phần này các bạn dễ dàng nắm được công thức phân tử của nó, đó là H2SO4. Trước tiên thì chúng ta cùng đi củng cố một chút về tính chất vật lý. Tính chất vật lý thì trong sách giáo khoa đã thể hiện rất là chi tiết cho chúng ta. Axit sulfuric là chất lỏng sánh như dầu, không màu, không bay hơi. Như vậy ở tính chất vật lý thì các bạn phải khái quát được ngay, đó là chất lỏng đấy, và sánh như dầu. Và không có màu. Đặc biệt là axit sulfuric thì không bay hơi. Tiếp theo, các bạn cùng để ý này. Khối lượng riêng của axit sulfuric đạt 98% nha. Nồng độ axit sulfuric đạt nhất là 98% thì có khối lượng riêng là 1,84 g trên cm khối. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nó nặng gần gấp 2 lần nước. Vậy chúng ta có nhận xét thứ hai là nặng gần gấp 2 nước. Đấy, chúng ta có thể lấy dẫn chứng ra, đó là axit sulfuric 98% thì có khối lượng riêng ký hiệu là D, chính là 1,84 gram trên cm khối. Đấy, và chúng ta học khối lượng riêng của nước rồi, nó là 1 gram trên cm khối. Tiếp theo các bạn phải nắm được, đó là axit sulfuric thì tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt nha. Tan vô hạn trong nước. Và khi tan trong nước thì tỏa nhiều nhiệt. Do đó mà nếu ta sót nước và axit sulfuric đặc thì nước sẽ sôi đột ngột kéo theo những giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm. Nha. Vậy chúng ta phải lưu ý là muốn pha loãng axit sulfuric đặc thì phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh nha. Tuyệt đối không được làm ngược lại. Như vậy ở phần này các bạn chú ý pha loãng axit sulfuric đặc, đó chính là cho từ từ axit vào nước rồi khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh. Đấy, đây là một kiến thức rất là quan trọng các bạn vừa nắm được để làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Ngoài ra phải nắm chắc để chúng ta vận dụng trong thực tế để khi pha loãng axit nha. Tiếp theo thì chúng ta chuyển sang củng cố về tính chất hóa học. Tính chất hóa học. Thế thì chúng ta cùng để ý này. Bởi vì axit sulfuric loãng và axit sulfuric đặc thì có những tính chất nó khác nhau một chút. Do đó chúng ta sẽ nghiên cứu thành hai phần. Phần đầu tiên đó là tính chất của axit sulfuric loãng. Thế thì dung dịch axit sulfuric loãng các bạn đã học từ lớp 9 rồi và các bạn đều đã nắm được. Đó là tính chất chung của tính chất của dung dịch axit sulfuric loãng, đó là mang đầy đủ tính chất chung của một axit. Như vậy các bạn có thể khái quát đó là mang đầy đủ tính chất của một axit. Và cụ thể những tính chất đó thì sách giáo khoa đã khái quát cho chúng ta đây. Thứ nhất là đổi màu quý tím thành đỏ.
Thứ hai, đó là tác dụng với được kim loại. Thứ ba, đó là tác dụng được với oxit bazơ. Đấy. Tiếp theo là tác dụng được với bazơ. Và cuối cùng là tác dụng được với nhiều muối. Thế thì chúng ta có thể lấy các ví dụ để củng cố cho tính chất của axit sulfuric loãng. Tác dụng với kim loại, có thể lấy ví dụ như là sắt phản ứng với axit sulfuric loãng. Chú ý là chúng ta phải ghi rõ là axit loãng nhá. Bởi vì trong trường hợp sắt phản ứng với axit sulfuric đặc hay là các kim loại phản ứng với axit sulfuric đặc thì sẽ ra sản phẩm khác. Thế thì ở đây, tại sao cô lại lấy ví dụ sắt phản ứng với axit sulfuric loãng? Thì bởi vì sắt là kim loại có nhiều hóa trị. Và các em lưu ý là khi sắt phản ứng với axit sulfuric loãng thì chỉ đưa sắt lên muối có hóa trị 2, giải phóng hydro nhá. Và tiếp theo các bạn phải nhớ là có phải tất cả các kim loại đều phản ứng với axit sulfuric loãng không? Thì lưu ý là chúng ta đã học từ lớp 9 rồi. Không, đúng không? Chỉ kim loại đứng trước hydro trong dãy hoạt động mới phản ứng. Trong dãy hoạt động hóa học thiếu chỗ của viết tắt nhé. Phản ứng, được chưa? Tiếp theo là phản ứng với oxit bazơ thì chúng ta có thể lấy ví dụ như là FeO phản ứng với axit sulfuric loãng sẽ được FeSO4 và nước. Chú ý là với axit sulfuric loãng thì kim loại có nhiều hóa trị, nhưng trước phản ứng là kim loại có hóa trị bao nhiêu trong hợp chất thì sau phản ứng chúng ta sẽ thu được sản phẩm kim loại có hóa trị tương đương. Ở đây sắt 2 oxit phản ứng với axit sulfuric loãng thì sau phản ứng chúng ta chỉ thu được muối sắt 2 chứ không thể là muối sắt 3. Tiếp theo tác dụng với bazơ, cô có thể lấy ví dụ như là magie hydroxit phản ứng với axit sulfuric loãng. Chúng ta sẽ thu được magie sulfat và nước. Tác dụng với muối, có thể lấy ví dụ như là natri carbonat phản ứng với axit sulfuric loãng tạo ra natri sulfat CO2 và H2O. Chưa? Thì đây là tính chất hóa học của axit sulfuric loãng. Tiếp theo thì chúng ta cùng đi khái quát về tính chất của axit sulfuric đặc. Thế thì axit sulfuric đặc thì cũng có tính axit mạnh nhá. Và ngoài tính axit mạnh như là axit sulfuric loãng thì axit sulfuric đặc còn có một số tính chất hóa học đặc trưng sau. Thứ nhất là chúng ta cùng xác định số oxy hóa của lưu huỳnh trong axit sulfuric đặc. Thì ở đây số oxy hóa của lưu huỳnh là dương 6. Nó là số oxy hóa cao nhất của lưu huỳnh. Như vậy khi tham gia phản ứng hóa học thì lưu huỳnh chỉ có thể giảm số oxy hóa xuống dương 4 này. Đấy, hoặc là xuống các mức số oxy hóa thấp hơn chứ không thể tăng thêm được nữa. Do vậy tính chất đầu tiên của axit sulfuric đặc các bạn phải thể hiện đó là tính oxy hóa mạnh. Tính oxy hóa mạnh. Tính oxy hóa mạnh này thể hiện như thế nào? Các bạn cùng quan sát. Đó là oxy hóa được hầu hết các kim loại nhá. Oxy hóa được hầu hết các kim loại. Đấy, cô viết tắt. Trừ vàng là Au, platin là Pt. Tiếp theo này, oxy hóa được nhiều phi kim. Và cuối cùng là oxy hóa được nhiều hợp chất. Ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ oxy hóa được nhiều phi kim. Chẳng hạn như sắt phản ứng với axit sulfuric đặc. Thì các bạn lưu ý là sẽ oxy hóa sắt lên số oxy hóa dương 3 trong muối sắt 3 sulfat, giải phóng khí SO2 và nước. Như vậy không còn là khí H2 nữa. Thế cân bằng phương trình. Thêm 3 vào lưu huỳnh dioxit. Vậy sẽ là 6 vào axit, 2 vào sắt và 6 vào nước.
Tiếp theo chúng ta có thể lấy ví dụ đồng phản ứng với axit sulfuric đặc. Đấy. Đồng không ạ, phản ứng với axit sulfuric loãng, nhưng khi cho đồng vào axit sulfuric đặc chúng ta sẽ thu được đồng sulfat, lưu huỳnh dioxit và nước. Cân bằng phương trình, thêm 2 vào axit, thêm 2 vào nước. Thế chú ý là sắt với axit sulfuric đặc thì phải đun nóng nhá. Còn nếu mà là axit đặc sulfuric đặc nguội thì sắt không tác dụng vì nó đã bị thụ động hóa. Thế ngoài sắt thì chúng ta có nhôm. Đấy, cũng bị thụ động trong axit sulfuric đặc nguội. Vậy chúng ta chú ý là nhôm, sắt thụ động trong axit sulfuric đặc nguội. Được chưa? Oxy hóa nhiều phi kim. À, chúng ta có thể lấy ví dụ như là cho carbon phản ứng với axit sulfuric đặc chẳng hạn. Thì sản phẩm thu được ở đây sẽ là carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide và nước. Cân bằng phương trình chúng ta thêm 2 vào lưu huỳnh dioxide. Vậy sẽ là 2 vào axit và 2 vào nước. Tiếp theo là oxy hóa được nhiều hợp chất. Đấy, chúng ta có thể lấy ví dụ như sách giáo khoa chẳng hạn như là KBr phản ứng với H2SO4 thì chúng ta sẽ thu được brom, lưu huỳnh dioxit, kali sulfat và nước. Cân bằng phương trình, chúng ta sẽ thêm 2 vào KBr. Vậy sẽ là 2 vào H2SO4 và 2 vào nước. Thế ngoài ra thì axit sulfuric đặc còn có tính chất nào khác? Thì đó là tính háo nước nhá. Tính háo nước. Tính háo nước. Thì các bạn để ý này, axit sulfuric đặc có thể hấp thụ mạnh nước. Đấy. Đặc biệt là nó cũng hấp thụ được nước từ các hợp chất glucid. Cái glucid thì các bạn đã học từ lớp 9 rồi. Glucid hay còn gọi là carbon hydrate là tên gọi chung của các chất như glucose, saccharose, tinh bột và cellulose. Đấy. Có công thức chung là CnH2O tất cả m lần. Đấy. Đây đã đính chính cho chúng ta là xem chương 5 hóa học 9, tức là phần này các bạn đã được học từ lớp 9. Đấy, và sách giáo khoa thì có lấy ví dụ cho chúng ta đó là khi nhỏ axit sulfuric đặc vào đường saccharose. Thế thì đường saccharose chúng ta học có công thức phân tử là C12 H22O11. Khi cho cái đường này qua axit sulfuric đặc thì nó sẽ hấp thụ nước từ hợp chất đường saccharose này. Đấy, chúng ta được carbon và nước. Thế cân bằng phương trình thì đó chính là 12 và carbon và 11 và nước. Sau đó thì carbon lại có thể phản ứng được với axit sulfuric đặc để tạo thành khí là CO2, SO2 và nước. Cân bằng phương trình thì vừa nãy chúng ta đã chật cân bằng đây, đó là 2 và SO2, 2 và axit và 2 và nước. Như vậy là các khí CO2 và SO2 này nó bay lên, nó làm suối bọt đẩy carbon trào ra khỏi cốc mà chúng ta có thể quan sát ở trong sách giáo khoa này. Và đặc biệt các bạn lưu ý là da thịt tiếp xúc với axit sulfuric đặc sẽ bị bỏng rất nặng. Vì vậy khi sử dụng axit sulfuric thì các bạn lưu ý là phải hết sức thận trọng nhá, hết sức thận trọng. Như vậy là cô vừa hệ thống cho các bạn toàn bộ kiến thức có liên quan đến tính chất vật lý và tính chất hóa học của axit sulfuric. Tiếp theo thì chúng ta cùng củng cố kiến thức về ứng dụng và sản xuất axit sulfuric. Thứ nhất là ứng dụng. Thì các bạn có thể quan sát. Axit sulfuric là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành sản xuất. Hàng năm các nước trên thế giới sản xuất khoảng 160 triệu tấn axit sulfuric. Axit sulfuric được dùng làm gì? Thì nó để dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm, dược phẩm chế biến dầu hỏa, vân vân và vân vân. Thì phần ứng dụng này trong sách giáo khoa đã thể hiện rất là chi tiết rồi. Thì chúng ta xem trong sách giáo khoa không cần phải ghi lại nữa. Và đặc biệt các bạn nhớ là người ta có nói rằng là gì?
Để xem một quốc gia có nền công nghiệp mạnh đến đâu thì hãy nhìn vào lượng axit sulfuric mà họ sử dụng hàng năm. Đấy, như vậy axit sulfuric là hóa chất hàng đầu trong nhiều ngành sản xuất. Tiếp theo thì chúng ta đi vào phần sản xuất axit sulfuric. Tiếp theo là phần sản xuất axit sulfuric. Thì axit sulfuric được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp tiếp xúc. Và phương pháp này thì gồm có 3 giai đoạn chính mà trong sách giáo khoa đã thể hiện cho chúng ta 3 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên cô thể hiện là cái gốc ở dưới này, đó là sản xuất lưu huỳnh dioxit. Giai đoạn thứ hai chính là sản xuất lưu huỳnh dioxit. Giai đoạn chính thứ hai, sản xuất lưu huỳnh dioxit. Và giai đoạn chính cuối cùng đó là hấp thụ lưu huỳnh dioxit vào, cô xin lỗi, là bằng axit sulfuric. Từ đó chúng ta thu được axit sulfuric. Thế thì các bước này thì chúng ta đều được học ở những bài trước rồi, ở những bài lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit rồi, dễ dàng chúng ta hoàn thiện được. Như vậy sản xuất lưu huỳnh dioxit thì các bạn lưu ý là tùy thuộc vào lượng nguyên liệu có sẵn mà người ta có thể đi từ các nguồn nguyên liệu sau. Một là đi từ lưu huỳnh, đốt cháy lưu huỳnh trong oxy chúng ta thu được lưu huỳnh dioxit. Ngoài ra thì còn đi từ nguồn nguyên liệu đó là quặng pyrit sắt, đó là đốt cháy quặng pyrit sắt. Thì chú ý là sản phẩm này sẽ thu được Fe2O3, sắt ba oxit và lưu huỳnh dioxit. Thế cân bằng phương trình, thêm 2 vào sắt ba oxit thì đây sẽ là 4, vậy đây sẽ là 8 và đây là 11. Đây là chúng ta có thể nhẩm bằng phương pháp đại số. Ngoài ra thì học phương pháp thăng bằng E rồi, chúng ta có thể nhẩm theo phương pháp thăng bằng E được chưa? Tiếp theo là từ rồi. Phần này đáng nghĩa ra là phải để xuống phía dưới này mới là đúng. Để sản xuất SO2, tiếp theo sản xuất SO3 thì cô có thể đánh dấu vào đây. Tại chúng ta ghi lên đây rồi. Đây, cái phần này là ở đây nha. Sản xuất SO3 thì chúng ta đốt cháy lưu huỳnh dioxit trong oxy thu được lưu huỳnh trioxit. Và chú ý là nhiệt độ là rơi vào khoảng 450 đến 500 độ C và có xúc tác là V2O5, tức là đi và là đi pentaoxit. Đây, phần này để tránh rối thì chúng ta khoanh nó vào đây. Đấy, đây chính là sản xuất lưu huỳnh trioxit. Thế tiếp theo là hấp thụ lưu huỳnh trioxit bằng axit sulfuric. Thì chúng ta sẽ dùng axit sulfuric 98% để hấp thụ lưu huỳnh trioxit. Chúng ta cùng thể hiện. Thì chúng ta sẽ được oleum. Oleum có dạng là H2SO4, LSO3. Như vậy đây sẽ là NSO3. Và chúng ta pha loãng oleum thì chúng ta sẽ được axit. Vậy pha loãng oleum vào nước thì chúng ta sẽ được axit sulfuric. Như vậy ở đây sẽ là N phân tử nước và vậy ở đây sẽ là N cộng 1 H2SO4. Như vậy là cô vừa thể hiện cho chúng ta toàn bộ quá trình sản xuất axit sulfuric. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần còn lại của bài, đó là muối sulfat và nhận biết ion sulfat. Trước tiên thì chúng ta cùng củng cố kiến thức về muối sulfat. Muối sulfat. Thế thì các bạn phải nắm được muối sulfat chính là muối của axit sulfuric. Và ngoài ra các bạn phải nắm được là muối sulfat gồm có hai loại, đó là muối trung hòa hay còn có tên gọi khác là muối sulfat. Và loại thứ hai chính là muối axit, là muối vẫn còn hiro trong gốc
hay còn có tên gọi khác là muối hydrosulfat. Nha. Chúng ta có thể lấy ví dụ một số muối sulfat như là natri sulfat, bari sulfat. Đấy. Một số muối hydrosulfat chẳng hạn như là natri hydrosulfat. Đấy. Hay là bari hydrosulfat. Thế ngoài ra thì các bạn phải nắm được tính tan của các muối trung hòa. Thì các bạn để ý nhá. Là muối trung hòa thì phần lớn tan. Trừ muối là không tan, đó là bari sulfat, strontium sulfat và trì sulfat là không tan. Thế còn các muối axit thì các bạn lưu ý là tan, đều tan. Tiếp theo thì chúng ta đi vào nhận biết ion sulfat. Ion sulfat S42 trừ. Thế thì các bạn để ý. Thuốc thử nhận biết ion sulfat là dung dịch muối bari hoặc dung dịch bari hydroxit. Sản phẩm phản ứng là bari sulfat, kết tủa trắng không tan trong axit. Đấy, như vậy nhận biết ion sulfat là chúng ta dùng dung dịch muối của bari hoặc là bari hydroxit. Thế trong sách giáo khoa thì đã lấy cho chúng ta ví dụ. Đây rồi. À, vậy cô sẽ không lấy ví dụ lại nữa. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào làm các bài tập có trong bài axit sulfuric và muối sulfat. Sau đây chúng ta cùng đi vào làm bài tập. Trước tiên là bài số 1. Nội dung câu hỏi bài số 1 như sau. Một hợp chất có thành phần theo khối lượng là 35,96% lưu huỳnh, 62,92% oxy và 1,12% hiđro. Hợp chất này có công thức hóa học là A H2SO3, B H2SO4, C H2S2O7, D H2S2O8. Chọn đáp án đúng. Như vậy ở bài số 1 này, để chọn được đáp án đúng thì chúng ta phải giả sử, đầu tiên là phải giả sử hợp chất này có dạng là HXSIOZ. Sau đó mình phải đi tìm được cái tỷ lệ X chia Y chia Z này thì mình mới có thể là lựa chọn được đáp án đúng. Thế thì từ khi học từ lớp 9 thì các bạn đã biết là tỷ lệ X chia Y chia Z này thì có thể được tính theo công thức, đó chính là phần trăm khối lượng của hiđro chia cho nguyên tử khối của nó, đây là 1. Đấy. Tiếp theo là phần tỷ lệ với phần trăm khối lượng của lưu huỳnh chia cho nguyên tử khối của nó là 32 và chia tiếp tỷ lệ tiếp với phần trăm khối lượng của oxy chia nguyên tử khối của nó là 16. Thế từ đây thay số vào thì chúng ta sẽ có đây là 1,12 chia 1. À, tiếp theo sẽ là tỷ lệ với 35,96 chia 32. Và cuối cùng là tỷ lệ với 62,92 chia 16. Bấm máy tính ra thì các bạn sẽ thấy là X chia Y chia Z ở đây sẽ bằng tỷ lệ của 1,12 chia cho 1,12375 chia cho 3,9325. Và cái tỷ lệ này các bạn chỉ việc lấy các số này chia cho cái số nhỏ nhất. Vậy ở đây sẽ là 1 chia 1 chia 3,5 và nhân, chúng ta không muốn để tỷ lệ dưới dạng số thập phân là số thập phân, vậy ở đây chúng ta sẽ nhân đôi lên sẽ là 2 chia 2 chia 7, đúng không? Từ đây chúng ta sẽ xác định được công thức phân tử là H2S2O7. Do vậy nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là đáp án C là đáp án đúng. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Nội dung câu hỏi bài số 2 như sau. Số oxy hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum là H2S2O7 là A dương 2, B dương 4, C dương 6, D dương 8. Như vậy bài số 2 này là yêu cầu chúng ta xác định số oxy hóa của lưu huỳnh trong H2S2O7. Vậy chúng ta chỉ cần vận dụng tổng quát các quy tắc
xác định số oxy hóa để xác định thôi. Trước tiên là quy tắc số 4, hiđro, số oxy hóa dương 1, oxy, số oxy hóa là trừ 2. Tiếp theo là áp dụng quy tắc số 2, gọi số oxy hóa của lưu huỳnh là x. Thì chúng ta sẽ có tổng số số oxy hóa của từng nguyên tố nhân với số nguyên tử bằng 0. Vậy đây sẽ là dương 1 nhân 2 cộng x nhân 2 cộng trừ 2 nhân 7 bằng 0. Vậy ở đây dễ dàng giải được x bằng dương 6. Mà x bằng dương 6 thì thấy ngay là chọn đáp án C. Tiếp theo thì chúng ta cùng đi vào làm bài số 3. Nội dung bài số 3 như sau. Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: natri clorua, axit clohydric, natri sunfat và bari nitrat. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra nếu có. Như vậy ở bài số 3 này là đề bài cho chúng ta 4 chất: natri clorua, axit clohydric, natri sunfat và bari nitrat. Thế nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng cái trong bốn chất này thì có một chất là axit mạnh, còn ba chất còn lại thì được cấu tạo lên là đều là muối, muối tạo lên bởi kim loại mạnh và axit mạnh. Như vậy chúng ta thấy ngay rằng nếu chúng ta sử dụng quỳ tím ở đây thì chúng ta sẽ tách được ngay ra HCl làm quỳ tím hóa đỏ. Thế còn ba muối còn lại không làm quỳ tím đổi màu, đó là natri clorua, natri sunfat và bari nitrat. Thế thì chúng ta đã học ở chương 5 nhận ra ion clorua bằng bạc nitrat và nhận ra ion sunfat vừa học xong, nó là bằng muối của bari hoặc là dung dịch muối của bari hoặc là bari hydroxit. Thế bây giờ là chúng ta nhận cái gì trước? Nên nếu các bạn dùng bạc nitrat để nhận ra natri clorua thì các bạn lưu ý là bạc sunfat cũng tạo kết tủa trắng, cũng là kết tủa trắng. Chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi nhận natri sunfat trước bằng cách là chúng ta cho phản ứng với bari clorua hoặc là bari hydroxit. Đấy, tức là dung dịch muối của bari hoặc là bari hydroxit. Vậy dùng bari clorua thì chúng ta sẽ nhận được natri sunfat, kết tủa trắng. Thế còn lại hai chất không có hiện tượng là natri clorua và bari nitrat. Thì hai chất này chúng ta lại tiếp tục sử dụng bạc nitrat. Thì từ đây chúng ta sẽ nhận ra được natri clorua, đó là hiện tượng kết tủa trắng. Còn lại, chất còn lại không hiện tượng chính là bari nitrat. Như vậy trên đây là cô trình bày cho các bạn cái sơ đồ để chúng ta nhận biết. Đấy, sau đây thì chúng ta cùng trình bày chi tiết bài số 3. Trình bày chi tiết bài số 3 như sau. Với bài phân biệt dung dịch bao giờ, mình cũng có bước đầu tiên là đánh số thứ tự từng lọ. Đánh số thứ tự từng lọ. Trích mỗi lọ một ít. Sang ống nghiệm đánh số tương ứng. Trích mỗi lọ một ít, sang ống nghiệm đánh số tương ứng. Thế bạn nào mà không viết được chỉn chu như câu này thì chúng ta chỉ cần ghi là trích mẫu thử, đánh số thứ tự trích mẫu thử, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào mỗi ống nghiệm một mẩu quỳ tím, được chưa? Ống nghiệm dung dịch trong ống nghiệm nào, ống nghiệm cô viết tắt nhé, làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì đó chính là axit clohydric. Còn ba dung dịch còn lại không làm đổi màu quỳ tím. Vậy chúng ta đã
Xong bước thứ hai, nhận ra được HCL. Bước tiếp theo là nhỏ vào mỗi ống nghiệm một vài giọt. Chúng ta có thể lựa chọn muối barinitrat đi. Barinitrat. Ống nghiệm nào có kết tủa trắng là ống nghiệm chứa natri sulfat. Vậy chúng ta có thể viết phương trình barinitrat phản ứng với natri sulfat để tạo thành barisulfat kết tủa và natrinitrat, cân bằng phương trình thêm 2 và natrinitrat. Thế còn hai ống nghiệm không hiện tượng chính là barinitrat và natri clorua. Thế thì chúng ta sẽ nhỏ tiếp một vài giọt bạc nitrat vào hai ống nghiệm còn lại. Được chưa? Ống nghiệm nào có kết tủa trắng? Kết tủa trắng là ống nghiệm chứa cái gì? Natri clorua. Và ống nghiệm không hiện tượng là ống nghiệm chứa barinitrat . Chúng ta có thể viết phương trình bạc nitrat phản ứng với natri clorua. Vậy ở đây sẽ là bạc clorua kết tủa trắng và natri nitrat. Bước cuối cùng chúng ta chỉ việc dán nhãn các nọ. Vậy là mình đã phân biệt xong. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài số 5. Bài số 4 chứ không phải bài số 5. Bài số 4. Axit sulfuric đặc được dùng làm khô những khí ẩm. Hãy dẫn ra một ví dụ có khí ẩm không được làm khô bằng axit sulfuric đặc. Hãy dẫn ra một ví dụ vì sao. B. Axit sulfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glucose, saccharose. C. Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào. Thế ở bài số 4 này thì hỏi chúng ta về tính chất của axit sulfuric đặc. Đấy. Thế thì trước tiên chúng ta cùng đi vào trình bày IA. Dẫn ra một khí có thể làm khô bằng axit sulfuric đặc. Vậy ví dụ axit sulfuric đặc có thể làm khô khí carbonic. Đấy. Vì cái khí CO2 này nó không phản ứng với axit sulfuric đặc. Đấy. Thế còn khí không làm khô được thì chúng ta có thể lấy ví dụ là axit sulfuric đặc không làm khô được khí H2S hydrosulfur. Đấy. Vì sao? Thì chúng ta có thể giải thích vì axit sulfuric đặc thì có tính oxy hóa mạnh. Oxy hóa của viết tắt nhé, mạnh. Còn H2S có tính khử mạnh. Do đó
H2S sẽ phản ứng với axit sulfuric đặc. Chúng ta có thể viết phương trình H2S phản ứng với H2SO4 đặc. Sản phẩm thu được ở đây chính là lưu huỳnh, bẩn đục màu vàng và nước. Bài hôm trước chúng ta đã làm bài tập về phần axit sulfuric. Có phải không nhỉ? Bài tập về H2S. Như vậy cân bằng phương trình ở đây, chúng ta sẽ thêm 3 vào H2S, 4 vào lưu huỳnh và 4 vào nước. Tiếp theo, ý B, axit sulfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than, dẫn ra sự ví dụ về sự hóa than. Vậy chúng ta có thể dẫn ra ví dụ. Trước tiên đó là glucose. Thì glucose có công thức phân tử là C6H12O6. Như vậy khi cho qua axit sulfuric đặc thì sẽ bị hóa than là carbon, và axit sulfuric đặc sẽ lấy nước ở trong cái hợp chất này và cân bằng. Đây là 6 và đây sẽ là 6 và nước. Tương tự saccharose chúng ta đã nghiên cứu ở trong phần lý thuyết rồi, C12H22O11 sẽ bị hóa than khi cho qua axit sulfuric đặc. Cái này sẽ là carbon và nước, cân bằng ở đây là 12 carbon và 11 và nước. Như vậy chúng ta hoàn thiện xong ý B. Tiếp theo ý C, sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào? Thì sự làm khô ở đây thì các em lưu ý đó là chất được làm khô không thay đổi. Không thay đổi. Trước là CO2 ẩm đem qua axit sulfuric đặc thì sau vẫn thu được CO2. Thế còn sự hóa than, sự hóa than thì các bạn để ý vào phần B. Đấy, nhỏ axit sulfuric đặc vào đường saccharose hay là glucose thì chúng ta thấy rằng là chất tiếp xúc với axit sulfuric đặc thì biến thành chất khác. Chất tiếp xúc với axit sulfuric đặc thì biến thành chất khác. Và trong đó phải chất khác phải có carbon. Trong đó có carbon. Được chưa? Chúng ta có thể ghi rõ carbon. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em làm xong bài số 4. Tiếp theo là bài số 5. Nội dung câu hỏi bài số 5 như sau: trong trường hợp nào axit sulfuric có những tính chất hóa học chung của một axit, đó là những tính chất nào, dẫn ra những phương trình hóa học để chứng minh? B. Trong trường hợp nào axit sulfuric đặc có những tính chất hóa học đặc trưng, đó là những tính chất nào, dẫn ra những phương trình hóa học của phản ứng để minh họa? Như vậy ở bài số 5 này là một bài hỏi toàn bộ lý thuyết liên quan đến tính chất hóa học của axit sulfuric. Sau đây chúng ta cùng đi vào làm phần A. Phần A thì chúng ta vừa nghiên cứu xong axit sulfuric loãng có những tính chất hóa học chung của một axit. Vậy chúng ta cùng thể hiện axit sulfuric loãng có tính chất hóa học chung của một axit. Đấy. Các bạn có thể liệt kê ra tính chất nào, đó là tác dụng với kim loại. Và lấy ví dụ luôn, chẳng hạn như là sắt phản ứng với axit sulfuric loãng thu được muối sắt 2 sunfat và giải phóng khí hydro. Tiếp theo là tác dụng với oxit bazơ và bazơ. Đấy, có thể lấy ví dụ như là oxit bazơ như FeO phản ứng với axit sulfuric loãng thu được muối sắt 2 sunfat và nước. Bazơ chẳng hạn như là đồng hydroxit phản ứng với axit sulfuric loãng thu được đồng sunfat và nước, cân bằng lấy thêm 2 và nước. Tiếp theo đó là tác dụng với nhiều muối. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là muối kali carbonat phản ứng với axit sulfuric loãng
Sản phẩm thu được là kali sunfat, CO2 và nước. Như vậy chúng ta đã hoàn thiện xong ya. Tiếp theo ý B. Trường hợp nào axit sulfuric có tính chất hóa học đặc trưng? Thì chúng ta có thể trình bày như sau. Là axit sulfuric đặc. Có những tính chất hóa học đặc trưng. Và các bạn có thể liệt kê ra. Đầu tiên là tính oxy hóa mạnh. Và có thể thể hiện các phương trình hóa học minh họa. Thứ nhất là tác dụng với kim loại, thì có thể lấy ví dụ là đồng phản ứng với axit sulfuric đặc. Thì đồng không phản ứng với axit sulfuric loãng, nhưng khi phản ứng với axit sulfuric đặc thì thu được muối sunfat, giải phóng lưu huỳnh dioxit và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 và axit thêm 2 và nước. Hay là có thể tác dụng với phi kim như là carbon phản ứng với axit sulfuric đặc, thu được carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide và nước. Cân bằng phương trình ở đây thì chúng ta lưu ý là thêm 2 vào lưu huỳnh dioxide, 2 vào axit, 2 vào nước. Tiếp theo, tác dụng với hợp chất như là kali bromua có thể phản ứng được với axit sulfuric đặc để tạo thành brom SO2, kali sunfat và nước. Thế cân bằng phương trình hóa học thì chúng ta thêm 2 vào KBr và thêm 2 vào axit và 2 vào nước. Thế ngoài ra thì axit sulfuric đặc còn có tính háo nước. Chúng ta có thể lấy ví dụ khi cho đường saccharure C12H22O11 qua axit sulfuric đặc thì nước đã bị hấp thụ, được chưa? Cân bằng 12 và carbon, 11 và nước. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện xong bài số 5. Tiếp theo là chuyển sang bài cuối cùng, bài số 6. Nội dung câu hỏi bài số 6 như sau. Có 100ml dung dịch axit sulfuric 98%, khối lượng riêng là 1,84g trên cm khối. Người ta muốn pha loãng thể tích axit sulfuric trên thành dung dịch axit sulfuric 20%. A. Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng. Và B. Khi pha loãng phải tiến hành như thế nào? Như vậy bài số 6 này là một bài hỏi kiến thức thực tế khi pha loãng axit. Đấy, một bài tập ứng dụng. Thế thì sau đây chúng ta sẽ đi vào trình bày chi tiết. Trước tiên là trình bày IA. IA là yêu cầu chúng ta tính thể tích nước cần dùng để pha loãng. Như vậy, đầu tiên chúng ta phải đi tính xem là 100ml dung dịch axit sulfuric 98% này có khối lượng bao nhiêu. Vậy bước 1 là đi tính khối lượng của 100ml dung dịch axit sulfuric 98%. Thế thì chúng ta có khối lượng riêng là 1,84g trên cm khối, mà mình có công thức khối lượng riêng là D bằng M chia V. Từ đây chúng ta dễ dàng tính được khối lượng dung dịch axit ở đây chính là bằng khối lượng riêng nhân thể tích. Vậy khối lượng riêng là 1,84 nhân thể tích là 100ml. Vậy ở đây sẽ là 184g. Vậy xong bước 1. Bước thứ 2 là chúng ta sẽ đi tính xem là khối lượng của axit sulfuric nguyên chất trong axit sulfuric 98% là bao nhiêu. Thì mình đi áp dụng cái công thức là C% thì bằng khối lượng chất tan chia khối lượng dung dịch nhân 100. Và cái khối lượng axit sulfuric đặc nguyên chất này chính là khối lượng chất tan đấy. Vậy chúng ta sẽ tính bằng nồng độ phần trăm nhân khối lượng dung dịch chia 100. Vậy ở đây sẽ là 98 nhân 184 chia 100. Và bấm máy tính ra
các bạn sẽ ra kết quả là 180,32 gram. Tiếp theo, bước cuối cùng là chúng ta sẽ đi tính khối lượng của dung dịch axit có nồng độ 20% và có chứa khối lượng chất tan ở đây là 180,32 gram. Thì chúng ta sẽ có khối lượng dung dịch được tính chính là bằng C, được tính bằng khối lượng chất tan nhân 100 chia nồng độ phần trăm. Vậy thay số vào, mình sẽ có ở đây là 180,32 nhân 100 chia 20 và bấm máy tính ra chính là 901,6 gam. Từ đây mình sẽ có khối lượng nước cần bổ sung thì chính là bằng khối lượng dung dịch sau khi bổ sung là bằng 901,6 gam trừ đi khối lượng dung dịch ban đầu là 184 và đây là 717,6 gam. Thế mà đề bài yêu cầu là tính thể tích nước cần pha loãng, mà chúng ta biết là khối lượng riêng của nước là 1 gam trên cm khối. Như vậy thể tích nước cần dùng chính là bằng 717,6 nhân 1 và bằng 717,6 ml nha. Đây là khối lượng riêng của nước chính là 1 gam trên cm khối. Sang ý B. Ý B đề bài hỏi là khi pha loãng phải tiến hành như thế nào. Thế thì chúng ta phải nhớ là khi pha loãng axit sulfuric đặc thì chúng ta phải nhỏ từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh. Thế thì chúng ta có thể là trình bày ý B như sau. Đó là lấy 717 ml nước cho vào bình hay cho vào cốc. Được chưa? Và cốc này thì chọn cốc có dung tích 2 lít. Dung tích 2 lít. Sau đó chúng ta sẽ cho từ từ một trăm ml axit sulfuric đặc 98% vào lượng nước ở trên đổ axit chảy từ từ theo đũa thủy tinh và vừa đổ axit vừa khuấy nhẹ. Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn làm xong bài số 6. Đây cũng là bài cuối cùng trong phần bài tập ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày hôm sau.